để mẹ đi tất cho em nào. Ừ. Thằng điên này, không nghe tao nói gì à? Đói quá, đi ăn đi. Bây giờ tao mới phát hiện, tán gái thì dễ, tán vợ thì mới khó, mà tán vợ cũ thì muôn trùng khó khăn luôn. Đương nhiên rồi, tao mà là cái thư nhá thì mày còn ăn hành dài dài. Dễ dàng quá ấy, thì nó lại không biết trân trọng. Tao nhắn tin từ sáng đến giờ không trả lời tao luôn mày. Có nên gọi không? Ừ. Gọi đi, vợ mày mày lại hỏi tao. Tao đúng. Trời ơi, khó tính quá. Đây. Để mẹ xem nào. Để cái điện thoại nó ở đâu mà nó lại rung thế nhở? À đây rồi. Hết rồi. Trời ơi. Ôi mẹ yêu em. Em đây ạ. Thư à? Ừ, em nói chuyện với Vũ nhá. Này. Có chuyện gì đấy? Anh... Bon ngoan, anh cứ yên tâm. À, ông bà nội nhớ cô Bon. Anh chở hai mẹ con em đi qua chơi giống bà nội ha. Thôi, nếu mà thế thì cứ để tôi tự đi taxi cũng được. Thôi, để anh đón. Bà nội cũng muốn thế mà. Nha. Thế thì 30 phút nữa anh qua đi nhá. Ok. Yeah. Đừng ở đây. Cảm ơn bạn. À, không biết tiếp trước là tôi nợ vợ chồng nhà ông cái gì đâu đấy. Phòng bừa bộn quá. Từ lúc em không bên đó, có bao giờ em nhớ căn phòng này không? Tôi không đa sầu đa cảm đến thế đâu. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện thì anh nghĩ là anh không nên tin hết những lời em nói. Em có chối, anh cũng không tin. Không tin thì anh còn hỏi làm cái gì? Liệu chúng nó có cơ may tái hợp lại với nhau không nhỉ? Chị, ngồi đây mà đoán mò làm sao? Từ lúc em và cô Bon dọn khỏi căn phòng này, anh nhớ em nhất. Anh yêu một người rồi lại nhớ một người khác à? Biết là bây giờ anh nói gì đi nữa thì anh đã sai. Từ đầu đến cuối anh đều sai. Anh đã tham lam, nhưng tình cảm của anh dành cho cô Nhã đó không phải là tình yêu.
Nếu như cô ta không trở mặt, anh có như thế này không? Anh không nên sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác. Anh Vũ ạ. Có thể anh nói em sẽ không tin, nhưng khi đó anh không hề muốn ly dị. Anh không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng anh không thể nào mở miệng được, vì trước đó anh còn qua lại với Nhã. Nếu như anh có tình cảm với em, anh không khác gì một thằng bị ổi cả. Nhưng tình cảm của anh dành cho em, đó là thật. Nó nằm ở đâu đó mà khi gặp biến cố anh mới nhận ra. Anh nhận ra là anh không thể thoải mái khi mà em vui vẻ và tin cậy Dũng. Anh cảm thấy là mình rất là khó chịu khi em khổ sở về sự khốn kiếp của anh. Và còn rất nhiều thứ nhỏ nữa mà anh chưa nhận ra. Nhưng Thư, ngay cả khi anh nghĩ em là một cô gái rất là thực dụng, em luôn suy nghĩ về 3 tỷ kia, thì anh vẫn thích em. Anh không hề muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Khi anh biết em dùng tiền để mua lại cổ phần của câu lạc bộ, anh cảm thấy hổ thẹn lắm. Anh luôn nghĩ em là một người lúc nào cũng cân đo đong đếm, nhưng chính anh mới là một thằng luôn cân đo đong đếm. Em biết em là một cô bé ngốc nghếch, nhưng mà em vẫn cứ làm. Ở lại với anh nha. Hãy cho anh cơ hội để anh chứng minh là tình cảm em từng dành cho anh nó không hề sai lầm. Ngay từ đầu gặp cô là tôi biết cô thích diễn xuất rồi. Nhưng mà tôi nói để cô bớt ảo tưởng về năng lực diễn xuất của mình. Cái loại diễn viên hạng bét như cô không ai xem, không ai chấp cả. Loại người như cô á, ở ngoài xã hội nhiều lắm. Đừng có giở trò mèo nữa. Đừng bao giờ nghĩ dùng cái thai để ràng buộc cuộc đời của tôi. Không bao giờ có cái chuyện đám cưới ở đây. Hả? Kể cả bố mẹ tôi có ép cũng không. Tôi không muốn đâm đầu theo lao một cách mù quáng. Vì vậy chúng ta cần phải đàm phán rõ ràng về những điều khoản sao cho hợp lý nhất, để sau này về sống chung cảm thấy thoải mái, dễ chịu và sòng phẳng. Ok. Anh đang muốn nói tới hợp đồng hôn nhân à? Chị dùng nước hoa mùi này à? Sao không dùng nước hoa mà anh Vũ tặng? Tôi khuyên cô luôn, sau khi kết thúc hợp đồng, nếu như mà còn muốn kiếm một thằng nào tương đối là tử tế, lấy ghế mà qua nhà người ta học hỏi đi. Đừng vội vào. Đừng vội vàng nữa anh ạ. Chúng ta đã vội vàng và chúng ta đã phải trả giá cho điều đó. Đừng để sự hối hận đánh lừa cảm xúc.